Có thể nói đôi khi được thi đấu trên sân nhà lại mang lại những áp lực không nhỏ khi mà mục tiêu giành một kết quả tốt sẽ đè nặng lên đôi chân của các cầu thủ. Trước khi trận đấu này diễn ra khoảng 3 tiếng đồng hồ thì bên ngoài sân vận động đã có khá nhiều các cổ động viên đội khách đã đến để cổ vũ cho đội bóng con cưng của họ. Điều đó đã cho thấy được tình yêu mà họ dành cho đội bóng là lớn như thế nào. Tiến Linh. Chuyền bóng tốt. Sterling. Không được. Phối hợp khá đơn giản. Hùng Dũng. Giữ bóng rất tốt. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Sút xa. Pha cứu thua là rất tốt. Pha xử lý khá ngẫu hứng. Chuyền vào. Cơ hội. Tình huống mà thủ môn đã xử lý rất tốt. Rất nhiều những tình huống nguy hiểm đã được tạo ra trong những phút vừa qua. Rose. Sẽ có một quả ném biên. Rose. Một pha phạm lỗi. Và đây là tình huống đá phạt dành cho đội tuyển Anh. Chuyền vào trong. Đi bóng rất tự tin. Anh sẽ làm gì đây? Không được. Nhờ có điều luật công bằng tài chính của chủ tịch UEFA Michel Platini đã hạn chế bớt phần nào sự mua sắm ồ ạt của các câu lạc bộ có nguồn đầu tư vô tận từ những ông chủ giàu có như Manchester City, Real hay Chelsea. Gary Cahill. Mất bóng rồi. Ashley Young. Hùng Dũng. Dứt điểm. Vào rồi. Như vậy là lưới đã rung lên. Một bàn thắng thể hiện đẳng cấp rất cao của cầu thủ này. Xử lý rất khéo léo và tận dụng triệt để từ khoảng trống. Bàn thắng đã khiến các cổ động viên trở nên rất phấn khích. Cú dứt điểm thể hiện cảm giác bóng rất tốt. Dứt điểm và không thể tốt hơn. Bàn thắng thể hiện khả năng phối hợp đồng đội cũng như xử lý cá nhân một cách rất tinh tế. Chúng ta có thể thấy trên khán đài B của sân vận động có một biểu ngữ rất lớn được dâng lên với dòng chữ Fair Play để nhắc nhở các cầu thủ chơi đẹp, cống hiến và trung thực. Đoàn Văn Hậu.
tình huống sóng gió trước cầu môn. Cú sút rất đẹp và chút nữa thì đã có bàn thắng. Đường truyền đã dễ dàng bị chặn lại. Đoàn văn hậu. Hùng Dũng. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Tình huống phá bẫy biệt thị, một quả ném biên ở vị trí khá thuận lợi. Di chuyển vào trong vòng cấm. Có nhiều thông tin cho rằng từ mùa giải năm sau, giải Ngoại hạng Anh sẽ được độc quyền bởi K cộng. Nhưng ngày hôm qua, tổng giám đốc của đài truyền hình Khai Bách, ông Phạm Nhật Trường đã khẳng định sẽ không có sự thay đổi nào vào mùa giải năm sau khi mà Khai Bách sẽ độc quyền giải đấu này. Đường truyền chuẩn xác. Phối hợp khá đơn giản. Văn Thành. Rất tốt. Rose. Rất bình tĩnh. Rất đẹp đi. Phòng thủ rất tốt. Cơ hội để phản công. Ashley Young. Có biệt vị. Không được. Hùng Dũng. Phối hợp khá đơn giản. Đường chọc khe. Sterling. Rất hay. Một pha phạm lỗi. Và đây là tình huống đá phạt dành cho đội tuyển Anh. Chuyền vào trong. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã kết thúc. Xin mời quý vị và các bạn hãy trở lại phòng quay của đài truyền hình Khai Bách để tiếp tục trò chuyện với chuyên gia Nhật Trường và Anh Trọng. Như vậy là hiệp 2 đã bắt đầu. Đã có một pha phạm lỗi. Kiến Linh. Cơ hội dứt điểm. Chuyền bóng tốt. Rất trung trải. Có mặt rất đúng lúc. Tình huống và thủ môn đã xử lý rất tốt. Một đường tạt bóng rất nguy hiểm. Hàng phòng ngự đang tỏ ra rất tập trung. Pha phản công. Văn Thành. Rất bình tĩnh. Đường chuyền chuẩn xác.
Rose. Đường truyền về cho thủ môn. Phạm lỗi rồi. Và đây là tình huống đá phạt dành cho đội tuyển Anh. Chuyền vào trong. Cầu thủ rất hay, sẽ có một quả ném biên. Đã có tình huống phạm lỗi. Và đây là tình huống đá phạt dành cho đội tuyển Anh. Chuyền bóng vào trong. Phản phá rất quyết liệt. Một quả treo bóng. Phòng ngự rất chắc chắn. Đoàn Văn Hậu. Giữ bóng rất tốt. Phối hợp khá đơn giản. Không được rồi. Cầu thủ này đã có pha phạm lỗi và trọng tài đã quyết định dừng trận đấu và cho đội bạn một quả đá phạt. Hùng Dũng. Tiến Linh. Ngày hôm nay anh đã thi đấu khá tốt và đã có được bàn thắng để Điền Tân Minh lên bàn tỷ số. Một pha phạm lỗi. Như vậy là một chiếc thẻ vàng đã được trọng tài rút ra. Và đây là tình huống đá phạt dành cho đội tuyển Anh. Chuyền bóng tốt. Văn Thành. Cơ hội tấn công. Các cầu thủ đang chuyền bóng cho nhau nhằm kéo giãn đội hình đối phương, đồng thời làm giảm nhịp độ trận đấu. Có thể dứt điểm. Pha cắt bóng rất tinh táo. Rất nỗ lực. Tình huống nguy hiểm. Chuyền bóng vào trong. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Tiến Linh. Hùng Dũng. Tiến Linh. Cơ hội. Vẫn còn. Tình huống sóng gió trước cầu môn. Cứ đá như thế này thì sớm muộn họ sẽ có được bàn thắng. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Phối hợp khá đơn giản. Đường chuyền chuẩn xác. Pha phản công. Rất tốt. Vận hành trong cơ chế tấn công vô cùng hợp lý, bàn thắng đã đến là một điều tất yếu. Cú dứt điểm thể hiện cảm giác bóng rất tốt. Một tình huống mà thủ môn đã rất cố gắng, nhưng cơ hội để cản phá cú sút trong tình huống này là không nhiều. Cách biệt đã được nâng lên thành hai bàn.
các cầu thủ cần phải thi đấu quyết tâm hơn nếu họ muốn tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỷ số. Danny Welbeck rất bình tĩnh. Sterling, cầu thủ này đã có pha phạm lỗi và trọng tài đã quyết định dừng trận đấu và cho đội bàn một quả đá phạt. Và đây là tình huống đá phạt dành cho đội tuyển Anh. Dứt điểm đi. Như vậy là lưới đã rung lên. Có thể nói đó là một sai lầm chết người của hàng phòng ngự và đội bạn đã tận dụng một cách triệt để cơ hội của mình. Hồng Kông đang thi đấu rất tốt. Với bộ luật công bằng tài chính của UEFA thì các câu lạc bộ lớn không có nhiều sự lựa chọn cho lứa tuổi cầu thủ trên 30. Đây thực sự là một hệ quả đáng buồn cho những cầu thủ đã luống tuổi. Không được, các cầu thủ cần chơi tập trung hơn. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn, hồi hộp đến từng khoảnh khắc. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Tuấn Anh, Dương Trọng Khê, cơ hội. Sterling, cầu thủ phòng ngự đã lấy bóng một cách khá dễ dàng. Tình huống nguy hiểm. Không thể tốt hơn, nhưng cầu thủ này đã bỏ lỡ. Cần phải có nhiều hơn những tình huống tấn công như thế này. Ashley Young, phạm lỗi rồi. Và đây là tình huống đá phạt dành cho đội tuyển Anh. Tình huống đá phạt ở một vị trí rất thuận lợi. Đánh đầu. Pha dứt điểm không tốt. Như vậy là trọng tài chính ông Howard Webb đã thổi hồi còi kết thúc trận đấu. Xin mời quý vị và các bạn hãy trở lại trường quay của đài truyền hình Quebec để trao đổi với hai chuyên gia bóng đá Nhật Trường và Anh Trọng.